Đây là hóa đơn bán hàng số 91 ngày 17 tháng 1 với nội dung là dịch vụ tư vấn may mặc cho công ty xây dựng số 4 Thăng Long. Tổng số tiền là 25 triệu chưa bao gồm thuế. Nghiệp vụ hạch toán nợ tài khoản 131 do khách hàng chưa thanh toán tiền cho công ty chúng ta có tài khoản 51132. Doanh thu của mảng dịch vụ tư vấn có cho tài khoản 33311 thuế giá trị gia tăng phải nộp. Các bạn hạch toán trên phần mềm kế toán Visa như sau. Các bạn vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Các bạn chọn một nhỏ, bán hàng hóa dịch vụ trong nước và không tích vào kiêm phiếu xuất kho. Đối với mảng dịch vụ thì sẽ không cần phải tích vào kiêm phiếu xuất kho. Đối với bán hàng hóa thành phẩm thì các bạn mới cần phải tích vào kiêm phiếu xuất kho để phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu xuất kho và giá vốn. Còn đối với mảng dịch vụ thì các bạn không tích vào kiêm phiếu xuất kho. Hình thức ở đây là hóa đơn trên 20 triệu nên các bạn sẽ chọn là chưa thu tiền. Khách hàng trên hóa đơn là công ty xây dựng số 4 Thăng Long, mã số thuế 4291. Các bạn chọn 4291. Diễn giải các bạn ghi là dịch vụ tư vấn may mặc. Ngày hạch toán ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn bán hàng, ngày 17 tháng 1. Xuống phần một nhỏ hàng tiền các bạn chọn mã tư vấn. Tên hàng là dịch vụ tư vấn may mặc. Nợ tài khoản 131. Có tài khoản 5113. Ở đây chúng ta phải chọn là 51132. Doanh thu cho mảng dịch vụ tư vấn. Đối với một công ty gồm hai mảng dịch vụ thì các bạn phải tách ra là dịch vụ cho từng mảng. Ở đây tôi có dịch vụ của gia công và mảng dịch vụ của tư vấn thì tôi sẽ chọn mảng dịch vụ tư vấn 51132. Số lượng đơn giá các bạn bỏ qua, các bạn điền luôn thành tiền là 25 triệu. Sang phần thuế các bạn chọn thuế giá trị gia tăng 10%. Tài khoản thuế là 33311. Sang phần 3 nhỏ thống kê các bạn phải chọn công trình là dịch vụ tư vấn. Hạch toán xong các bạn kiểm tra lại tổng tiền hàng, tiền thuế, tổng giá trị thanh toán 27 triệu 500. Đúng rồi. Sang phần tab hóa đơn các bạn điền số hóa đơn 00091. Hạch toán xong các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Đối với trường hợp mà các bạn hạch toán sai ngày, các bạn nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Đối với trường hợp sai ngày hạch toán, ngày hóa đơn thì toàn bộ ngày hạch toán, ngày hóa đơn và ngày chứng từ các bạn phải sửa lại bằng tay. Bởi vì sau khi cất thì phần mềm sẽ không tự động hiểu. Các bạn sửa lại ngày hạch toán, ngày chứng từ và sửa lại toàn bộ ngày trên hóa đơn. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất. Để kiểm tra lại hóa đơn bán hàng mà các bạn vừa hạch toán, các bạn vào phân hệ bán hàng, tab bán hàng, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra, nhấn lấy dữ liệu. Đây là hóa đơn bán hàng mà các bạn vừa hạch toán. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán hàng số 91 trên phần mềm kế toán Visa.